Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều tỉnh miền Bắc xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đá. Riêng tại Hà Giang đã ghi nhận một người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua tràn, hai người bị thương do sạt lở ta luy dương gây sập đổ tường. Mưa lớn trong nhiều giờ cũng khiến hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở vào nhà, nhiều diện tích lúa, ngô, lạc, cây ăn quả bị ảnh hưởng và thiệt hại. Trong khi đó, tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn trong suốt 3 ngày qua khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cao Bằng ngập sâu và chia cắt. Đặc biệt trên quốc lộ 3 nối từ thành phố Cao Bằng đi tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên có 4 điểm sạt lở lớn gây chia cắt hoàn toàn. Còn tại tỉnh Điện Biên, mưa lũ cũng khiến 34 ngôi nhà bị hư hỏng, 13 nhà phải di rời khẩn cấp, 13 tuyến đường bị sạt lở, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 26 tháng 8, mưa lớn ở miền Bắc có xu hướng giảm dần. Tại xã vùng sâu Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xảy ra trận lốc xoáy khiến 55 ngôi nhà của người dân bị tốc mái hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính ban đầu hơn 500 triệu đồng. Theo đó, trận lốc xoáy xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 23 tháng 8 tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Gió giật mạnh kèm theo lốc xoáy đã làm cho 6 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 6 ngôi nhà khác bị hư hỏng khoảng 70% và hàng chục ngôi nhà bị hư hại 50%. Thống kê thiệt hại ban đầu do trận lốc xoáy gây ra ước tính hơn 500 triệu đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông, công an xã, các hội, đoàn thể xã tham gia hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả. Tối qua, một đám cháy đã xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trong ngõ sâu ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường để dập lửa. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan lên tầng 2, khói đen đặc bao trùm. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do đám cháy trong ngõ nhỏ và sâu nên việc dẫn nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Một người bị kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà được đưa ra ngoài an toàn. Theo nhận định ban đầu thì chủ nhà đã mang đồ hàn xì về nhà để sạc tại tầng 1 thì bị chập điện và hiện công an quận Tây Hồ đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Đồng ý cho đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các bị hại, ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Văn Hiền, Trần Hoàng Vũ và Vi Văn Tôn. Tại cơ quan điều tra, Tôn khai nhận một đối tượng lạ mặt liên lạc qua Facebook đề nghị sử dụng tài khoản ngân hàng của Tôn để nhận tiền từ các tài khoản khác chuyển khoản đến. Sau đó, Tôn sẽ chuyển số tiền nhận được vào tài khoản do đối tượng cung cấp và nhận tiền hoa hồng. Biết rõ đó là nguồn tiền không rõ nguồn gốc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, các đối tượng đã nhận lời. Tài khoản ngân hàng của Lương Văn Hiền và Trần Hoàng Vũ chính là tài khoản mà nạn nhân chuyển tiền vào. Bằng biện pháp tuần tra kiểm soát, lực lượng công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã kịp thời ngăn chặn hơn 20 thanh thiếu niên đang tụ tập có mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau tại khu đô thị Vincom thuộc địa bàn phường 1 thành phố Cà Mau. Phát hiện lực lượng công an, nhiều thanh thiếu niên tháo chạy theo nhiều hướng, tuy nhiên 23 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 20 đối tượng chưa đến 18 tuổi. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 2 cây dao tự chế, 1 cây chĩa, 20 chai thủy tinh có chứa xăng. Theo lời khai ban đầu, do hai đối tượng của hai nhóm có mâu thuẫn với nhau nên đã hẹn đến khu vực trên để đánh nhau thì bị lực lượng công an thành phố Cà Mau phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.